Dược liệu Hòa Bình, xin chào tất cả các bác nhé. Thì sau của em Ngọc đây là cái kho để các loại dược liệu của bên Dược liệu Hòa Bình bên này. Em Ngọc đấy. Thì ở một số những cái video trước mà em có đăng tải những cái cây dược liệu ấy, thì rất là nhiều chị em có vào là bình luận và nhắn tin hỏi là bên Dược liệu Hòa Bình bên mình thì có những cái sản phẩm nào mà thứ nhất là tốt cho da và tốt cho sinh lý nữ, cũng như là giảm được nám và tàn nhang, cũng như là chăm sóc được những cái vấn đề về kích thước vòng một các thứ. Thì trong cái video hôm nay thì em Ngọc sẽ chia sẻ thêm cho chị em một cái sản phẩm mà theo như thực tế sử dụng thì bên em Ngọc thấy là những cái sản phẩm này dùng trong vòng khoảng tầm 1-2 tháng thì là em Ngọc thấy nhiều chị em có phản hồi lại rất là tốt về những cái tác dụng mà cái sản phẩm này mang lại. Thì sản phẩm mà hôm nay em Ngọc muốn giới thiệu cho chị em đây đó là cái sản phẩm sâm tố nữ thái lát khô nhá các bác nhá, chị em nhá. Đấy, sâm tố nữ thì là một loại dược liệu rất là quý, nó thuộc vào dòng sâm cao cấp, sâm quý của Việt Nam chúng ta. Đấy, sâm tố nữ thì này thì nó có nhiều công dụng và nó chủ yếu là có tác dụng tốt đối với chị em. Đấy, một số công dụng như là giúp cải thiện chức năng sinh lý này, những chị em nào mà suy giảm ham muốn hoặc là khô giãn âm đạo thì chúng ta sử dụng cái này rất là hiệu quả nhé. Đấy. Bên cạnh đó nữa thì sâm tố nữ này thì nó còn có cái công dụng là giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm các triệu chứng tiền mãn kinh là ở phụ nữ. Đấy. Giúp phát triển ống sữa, làm tăng khả năng hấp thụ collagen. Đấy. Tiếp theo là giúp cải thiện vấn đề như là về nám này, đồi mồi này, đấy, da khô này, da hay nứt nẻ này, thì chị em dùng rất là tốt nhá. Bên cạnh đó thì khi mà sử dụng cái sâm tố nữ này thường xuyên thì sẽ giúp cho chị em tăng cường được cái hệ tiêu hóa và tăng cường cho hệ miễn dịch rất là tốt nhá chị em nhé. Đấy, cái cách sử dụng thì mỗi một ngày thì chị em lấy khoảng tầm 800 mg nhé. Đấy, sử dụng trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 tháng nó bắt đầu nó sẽ có hiệu quả dần dần. Lưu ý mà khi sử dụng cái sản phẩm sâm nam sâm tố nữ thái lát phơi khô này thì những chị em nào mà đang mang thai thì chúng ta không không dùng được, nên là chị em hết sức là cẩn thận trong cái quá trình mà sử dụng cái này nhé. Thì hiện tại thì bên Dược liệu Hòa Bình của nhà mình thì có cung cấp tới cho chị em cái sản phẩm sâm tố nữ này. Chị em mà đang quan tâm và cũng như là muốn chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe sinh lý thì chị em có thể liên hệ ngay cho bên Dược liệu Hòa Bình của mình nhé, để mình có thể tư vấn thêm để cho chị em nắm rõ hơn về cái sản phẩm sâm tố nữ này. Thì trong video hôm nay thì nó có thời lượng ngắn, em Ngọc xin kết thúc video ở đây. Còn nếu mà chị em mà có thắc mắc thì liên hệ trực tiếp cho em Ngọc để em Ngọc tư vấn thêm cho chị em nắm bắt được nhé. Còn bây giờ thì em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại chị em ở những video tiếp theo.